Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Siết chặt quản lý tải trọng phương tiện. Cần sớm khắc phục tình trạng hằn lún vệt bánh xe tuyến đường tránh quốc lộ 1A thành phố Thanh Hóa. Trước tình trạng xe container, xe tải vi phạm về tải trọng diễn biến phức tạp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát các tuyến quốc lộ trọng điểm. Đặc biệt, yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông siết chặt kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, tăng cường công tác tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có lưu lượng lớn như quốc lộ 1, 5, 14, 18 và 51. Đường bay quốc tế sẽ mở cửa trở lại trong tháng 9 năm 2020 sau hơn 5 tháng tạm ngừng khai thác do dịch COVID-19. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mới cho thị trường hàng không đang khá trầm lắng do làn sóng COVID-19 lần 2. Từ ngày 15 tháng 9, Việt Nam sẽ mở 4 đường bay quốc tế thường lệ giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đi Đài Loan, Quảng Châu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Cuối tháng 9 sẽ mở tiếp 2 đường bay thường lệ đến Campuchia, Lào. Như vậy sẽ có 6 đường bay thương mại quốc tế được khôi phục sau thời gian dài tạm ngừng khai thác. Trong đó, các hãng bay của Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ chia đôi số chuyến bay. Trong giai đoạn đầu, việc mở cửa bầu trời chưa áp dụng với khách du lịch. Đoạn clip ghi lại cảnh hai ô tô chặn đầu chèn ép nhau gây ảnh hưởng các phương tiện lưu thông phía sau trên cầu Bãi Cháy thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo hình ảnh trích xuất từ ô tô gắn camera hành trình, xe 7 chỗ hiệu Toyota Prado đỗ chắn ngang làn đường phía trước nhằm chặn xe bán tải Chevrolet. Sau đó, người trên xe này xuống đập cửa kính xe bán tải. Lúc này, tài xế xe bán tải điều khiển phương tiện bỏ chạy và bị xe 7 chỗ đuổi theo. Sau đó, hai xe ô tô chèn ép nhau một đoạn đường dài, bất chấp các phương tiện khác đang lưu thông. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường tránh thành phố Thanh Hóa đoạn từ cầu Nguyệt Viên nối quốc lộ 1A thì có nhiều đoạn trên tuyến đã xảy ra tình trạng hằn lún vệt bánh xe. Được biết rằng là cái tình trạng hằn lún vệt bánh xe này thì tồn tại đã một thời gian khá dài, nhưng các đơn vị quản lý cũng như các ban ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để tình trạng này. Trong khi đấy thì hàng ngày cái lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua đây rất là đông và nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông là rất lớn. Đường tránh quốc lộ 1A đoạn thành phố Thanh Hóa được đưa vào sử dụng từ năm 2009 với chiều dài hơn 10 km, tổng số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức BOT do Công ty Cổ phần Đường tránh thành phố Thanh Hóa vận hành và khai thác đến năm 2017. Kể từ khi hoàn thành đưa vào sử dụng, tuyến đường này đã nhiều lần xuất hiện hằn lún vệt bánh xe, mặt đường nhựa bị trồi, hằn lún dồn sang hai bên nhô cao tạo thành sống trâu. Đoạn thấp cũng trồi lên 2,5 cm, đoạn cao nhất cũng hơn 10 cm. Nhiều vị trí vết hằn lún kéo dài hàng trăm mét gây khó khăn và nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là đối với các phương tiện hai bánh như xe mô tô, xe máy, xe đạp. Thường xuyên tôi hay tham gia đi xe máy ở trên đường nên nhiều khi nó tạo dáng chất là rất là hầm, nhiều khi là dễ xảy ra tai nạn, làm trơn trượt ngã. Cho nên là tôi xin kiến nghị đề nghị ban quản lý đường bộ ở chỗ tuyến đường này nên xử lý lại để khắc phục lại, cho trả lại cái mặt bằng để cho người dân đi an toàn được thuận tiện hơn. Theo tôi là taxi, lái xe taxi hàng ngày hay di chuyển qua lại đây thì thấy tình trạng hằn gắn vệt bánh xe rất nguy hiểm, nhất là những hôm trời mưa hoặc là những hôm nắng nóng, tạo ra cái mặt đường nó không được đảm bảo sự an toàn, hay xảy ra các vụ trơn trượt mất lái. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm khắc phục, anh em lái xe trên đường yên tâm hơn. Được biết, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ chỉ đạo các nhà đầu tư BOT kiểm tra, rà soát và khẩn trương khắc phục các vị trí hằn lún. Đồng thời chỉ đạo các cục quản lý đường bộ, Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng sửa chữa bảo trì, không để xảy ra hằn lún vệt bánh xe. Tuy nhiên, kể từ thời điểm sau năm 2017, khi Công ty Cổ phần Đường tránh thành phố Thanh Hóa hết hạn khai thác và thu phí, tình trạng ngư hỏng, hằn lún vệt bánh xe tiếp tục xuất hiện nhưng không được đơn vị nào sửa chữa, khiến nhiều vị trí trên tuyến đường này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi qua tuyến đường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.